nhà ơi, hôm nay mình sẽ làm món thịt luộc cuốn bánh tráng nha cả nhà ơi. Thì bây giờ thịt mình đã được rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây để luộc cả nhà. Mình đã cho vào đây một ít hành tím thái băm với lại rượu trắng á, để mình luộc thịt cho nó được thơm ngon cả nhà ơi, với một chút hạt nêm đấy ạ. Bây giờ mình sẽ luộc thịt cho nó chín nha. Nhà ơi, đây là bún gạo nha, chút nữa mình sẽ luộc cái này lên để làm bún này ạ. Không có bún tươi nên là sẽ luộc bún gạo lên để. Bây giờ mình sẽ chế một bát nước mắm chua ngọt nha cả nhà ơi. Mình đã cho vào đây tỏi này, ớt này, hai muỗng đường này, với lại một trái chanh này. Chút nữa sẽ cho một chút nước sôi để nguội pha hòa tan cái nước đường này ra, xong là vắt chanh vào và cho nước mắm vào là xong cả nhà ơi. Thì cái độ mặn ngọt thì tùy cả nhà nêm nếm nha. Mình thì mình tự chế thôi ạ. Đó, chén nước mắm chua ngọt mình đã chế xong rồi cả nhà ơi. Chút nữa đợi thịt luộc này, luộc bún xong là bày ra ăn thôi ạ. Thịt đã chín rồi cả nhà ơi, mình đã gắp ra đĩa để cho nó nguội, chút nữa sẽ thái nhỏ ra nhé. Chút nữa sẽ thái mỏng ra để ăn nha cả nhà ơi. Ok rồi cả nhà ơi, bữa trưa đơn giản của ba mẹ con đã xong rồi đây ạ. Đó, có thịt luộc này, xúc xích này cho con quấn này, bún này, nước mắm chua ngọt. Rau sống thì chỉ có dưa leo với lại ngò thôi ạ, không có mua được rau nên là có sao ăn vậy cả nhà ơi. Tráng miệng thanh long. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn cơm với lại ba mẹ con nha. Cái gì em mà ngon nhé mẹ? Thịt luộc quấn bánh tráng thôi, chưa đây ăn như vậy thôi nha. Vâng. Nhìn vậy cho mát mẹ nha. Nhưng mà con tự quấn được rồi nha. Tự quấn được rồi nè. Dạ. Thật không? Dạ. Ok, thấy ngồi vào để mẹ 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 lấy đĩa cho tự quấn. Này. Vâng. Mỗi người một đĩa này. Ngồi vào đi đã để mời cả nhà ăn xong bắt đầu mình quấn nha. Dạ. Một thả chân xuống không? Ơ mẹ có ai gọi nhỉ? Cậu cu à? Ok, ba mẹ con xin mời cả nhà cùng ăn buổi trưa nha. Hôm nay chỉ ăn bún này cuốn bánh tráng với thịt luộc thôi ạ. Đó, hai con mời cả nhà ăn bữa ăn trưa đi. Mời cả nhà ăn trưa. Ok, bây giờ mẹ sẽ hát cho con mỗi con một cái đĩa để tự xử nhé. Vâng, rất bánh tráng nha. Ok. Bánh tráng thì mẹ cũng cho xong hai con tự cuốn. Ok. Nhưng mà hình như cái bánh tráng này nó hơi to đấy. Hơi to, dày. Giờ sáng ngày con học cái gì cuốn? Sáng ngày. Nhưng mà sáng ngày cô đâu nói là mẹ con biết. Đây, của anh hai. Rửa tay chưa nhỉ? Hai anh em rửa tay chưa nhỉ? Dạ rồi. Em bé hình như chưa rửa tay đúng không? Đúng rồi. Bây giờ rửa tay nhanh. Rửa tay mà ngồi để ăn. Như thật luôn. Lau tay đi, lau tay cho cô đi con. Lau tay khăn này. Này con đũa này chơi. Không quấn được thì mẹ quấn cho. Không, con quấn được mà. Mẹ lấy thêm cái đũa nữa để lau. Vâng. Mẹ lấy bún bỏ vô bánh tráng cho con đi. Ok, một xíu. Nào nào bỏ tay, cho mẹ. Còn bún này nó hơi nhỏ nhỏ. Bún này là bún ra mẹ luộc ra chứ không phải là bún mua chợ. Dạ. Có bún khô thôi mà. À, mẹ lấy cho nước mắm nữa nha. Ok. Để con cho chút chích vào. Ok. Ăn cả dưa leo nhé. Ăn cả dưa leo. Ok. Xúc xích có thể lấy thịt luộc không? Dạ không. Một miếng thịt luộc nhé. Không, không ăn. Bé không ăn được là dai. Thịt luộc hơi dai chút. Để con quấn. Từ. Con quấn chắc không được đâu, mẹ quấn. Không, con quấn được mà mẹ quên cho ăn nước mắm rồi. Chờ xíu. Cho nước mắm sẵn à? Đúng rồi. Cũng được. Không có rau gì hết cả nhà, có mỗi ngò này.
thời buổi khó khăn mà, có gì ăn đấy. Mẹ thích món này lắm. Mẹ ăn dễ ăn. Thấy món này nó dễ ăn, mát. Ăn được không bé ơi? Dạ được. Bây giờ là bánh cháo đi ra thôi. Con này dấp nước mềm hết rồi mà. Ok, xin mời cả nhà ăn bánh tráng thịt luộc. Cái à? Hay là nước cơm cho con nhé. Sợ ơn cay. Mới sữa nhé. Rất là ngon đúng không? Dễ ăn. Mát. Mới xin buồn luôn đấy. Nay mà đủ rau sống thì ăn ngon lắm cả nhà. Mấy ngày thời tiết nắng mưa thất thường nên là người nó mệt ghê luôn cả nhà ơi, đau đầu, bị viêm xoang nên là rất là mệt. Mẹ quấn canh hai cho nó dễ. Mẹ mới quấn rồi. Con phải biết quấn là mẹ quấn. Anh em bé học cái gì đấy? Nhưng mà cô đâu có nói là con biết, con nói với học rồi. Buổi sáng học cái gì không biết đấy? Cô dạy cái gì? Cô dạy là cô dạy tại cái như sao. Ừ. Cô nói là buổi chiều cô giao bài tập đo. Thế sáng cô dạy nội dung gì? Nội dung gia đình. Gia đình hả? Dạ. Rồi cô nói là nhà các bạn có ai. Gia đình các bạn gồm có những ai ấy gì? Đúng rồi. À. Thế con nói sao? Cô có gọi con nghe để kiểm tra không? Cô gọi là phát chứ rồi. Cô nói có 34 bạn lại nên cô gọi hết rồi. À, có 34, lớp có 34 bạn nên cô không gọi hết được đúng không? Dạ. Ừ. Thì từ sẽ đến lượt bảo an phát biểu đúng không? Đúng rồi. Ừ. Có cái của con mà con để nó đi. Các con mẹ quấn cho con này. Ăn dưa leo cho nó mát này. Dạ. Anh hai ơi. Dạ. Thế mẹ quấn cho. Con quấn. Con ăn rau này không bông? Con dưa leo lắm, con dưa leo lắm. Ngò. Con phải ăn dưa leo vào, miệng con nóng mà con không ăn. Ngon luôn ạ. Ok cả nhà ơi, cả nhà thấy món
bánh tráng thịt luộc này dễ làm, đơn giản, ngon, thì cả nhà cùng làm với lại ba mẹ con để ăn thay đổi bữa cho nó đỡ ngán nha. Bây giờ thì ba mẹ con sẽ kết thúc video ở đây để cho hai con ăn được tự nhiên hơn ạ. Cả nhà đừng quên cho ba mẹ con xin một like, đăng ký kênh ủng hộ ba mẹ con nhé, để ba mẹ con lại tiếp tục làm video nấu nướng. Chứ dạo này không có đi đâu được nên là không có chủ đề gì khác để làm thay đổi hết ạ. Cảm mong cả nhà thông cảm cho ba mẹ con nha, và luôn ủng hộ ba mẹ con trong suốt những thời gian sau này nha. Bây giờ ba mẹ con xin chào và tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau. Bye bye, bye.